Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách để mình kiểm tra sửa lại một cái đèn nữa bạn, cái đèn năng lượng nữa bạn. Đó. Đây. Ở đây là cái tấm pin của nó nè. Đó. Thì ở đây là cái dòng tối đa của nó là được 8W nữa các bạn. Điện áp tối đa là khoảng 6V. Đó. 1.33A. Đó. Thì đây là thông số nó nè. Tấm này nó xài được cái đèn này nè. Nó sạc ban ngày ban đêm, nó xài được cả đêm nữa các bạn. Thì cái hiện tượng của nó bây giờ là mình mở nó không còn sáng nữa. Đó. Không còn sáng nữa cho nên là mình sẽ kiểm tra cái phần tấm pin. Thì ở đây cái tấm pin của nó đâu mà mình lấy đồng hồ mình đo xem coi điện áp nó còn ra được nữa hay không ha. Đây điện áp ra có nè, nó khoảng 5V nè. Ở đây là cái đèn là do cái đèn của mình nó rọi xuống ấy, chứ không phải là đèn của mặt trời. Đó, của mặt trời là khoảng 6V ha. Ok, cái tấm pin thì nó bình thường. Rồi còn bây giờ là mình kiểm tra mình sửa lại cái đèn của mình các bạn. Thì đối với mấy cái đèn này á, thì thường thường ở trên đây là nó dán keo không à. Đó, thì do dán keo cho nên tháo cái mặt này ra không có được các bạn. Còn mấy cái đèn khác á, thì nó có bốn con ốc ở đây nè. Đó, nó có bốn con ốc ở đây. Để mình mở ra, mình lấy cái mặt đèn, lấy cái ruột ở trong ra mình sửa. Còn thằng này thì nếu như mà cài dưới đây là có thể là nó bể các bạn. Thì đèn của mình á, thì mình sửa được, còn mấy cái đèn khác thì bây giờ mình chưa có lãnh sửa mấy cái đèn này đúng không ạ? Của mình thời gian thì nó có thể là nó cho hư pin và hư mạch trong này. Rồi bây giờ á, thì mình không tháo bằng cái mặt kia nó dễ bể, thì mình sẽ tháo bằng cái mặt này các bạn, bằng dùng cái mỏ hàn á với dao nè. Đó, dùng mỏ hàn với dao nè, các bạn cắt một đường vậy nè. Đó. Cắt một đường ra để gỡ lấy cái phần này ra để mình sửa cái phần bên trong của nó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái khoảng này. Đây, cái dao này ha. Đó. Đầu tiên thì mình sẽ dí cái mỏ hàn vô đây nè. Dí vô đây cho nó nóng cái mũi dao á, rồi mình cắt. Xong rồi mình hàn lại được các bạn. Đó, đơn giản là chỉ vậy thôi. Được cái phần bên trong ra nè các bạn, không cần phải khử cái mặt kính ở trên ha. Đây là cục pin đó nè, cục pin nè, cái bảng mạch nè. Nó đơn giản chỉ vậy thôi. Rồi nó đơn giản nó chỉ vậy đó các bạn, cục pin với bảng mạch. Còn trên này là cái mặt đèn trên này,
mặt đèn này. Rồi bây giờ mình sẽ cắt lấy cục pin ra. Này. Ở trên cái bảng mạch này nó có bắt con ốc. Con ốc nó dính liền vô trong cái này nữa mà. Đó thì nó biểu mình là phải gỡ cái miếng kiến ở trên ra nè. Mà kiến trong này mình thấy là nó đổ keo trong này nữa mà. Đổ keo trong này kín mít ra. Đó. Rồi, bây giờ muốn lấy ra dễ thôi. Nhấp một cái cho nó gãy cái chân này luôn. Đó, lấy con mạch này ra. Đó, đơn giản là chỉ có một con IC nè để nó nhận mắt để nó đóng mở cho cái đèn của mình là qua cái con MOSFET này nè các bạn. Con này là con gì đây? 50N02. Đó. Đây là cái con diode để mà nó lấy cái dòng điện nó sạc nè. Nè. Từ ngoài vào là diode S cộng S trừ nè. S cộng S trừ qua diode nè. Đi vô đèn nè. Qua diode vô pin nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ gắn cái miếng năng lượng vô bạn. Này, gắn cái tấm pin vô. Rồi, sau khi gắn được tấm pin rồi mình sẽ đo bạn. Đo xem coi năng lượng nó vô tới chưa nè. Nè. Đó, năng lượng vô tới nè. Thì mình đỡ cái miếng nó lên cho nó sáng không. Vô. Khoảng 3/8. Thì vô tới pin nè. 3/3. Rồi. Bây giờ mình sẽ dỡ cái chân pin lên mình đo nè. Cộng pin nè. Trừ pin nè. Còn có 2V, 3V. 3/3. Tiếp theo mình sẽ đo cái thằng năng lượng nè. 4/7 nè. Đưa tới pin nè. Đó, nghĩa là cục pin này nó bị hư đúng không ạ? Tiếp theo ông mẫu pin này ra. Mẫu này ra cái chỗ cái bo mạch nè. Đây. Bao bên ba nè. Đó, nhìn thì không có cháy nổ không gì hết ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ kích sạc cái cục pin này mà. Mình kích mình sạc từ cái nguồn bên ngoài này nè. Đây, mình dùng cái nguồn máy kích để mình kích cục pin này coi nó còn sạc được hay không. Xài nó hết sạch pin rồi. Mà cái năng lượng thì nó nạp vô không kịp, cho nên là pin của mình nó cạn luôn. Đó, nó cạn luôn thì cũng không có xài được ha. Ở đây là mình dùng khoảng 5V3, mình tăng lên khoảng 6V đi. Đó, thì cái miếng năng lượng của mình nó tối đa nó cũng khoảng 6V. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp vô. Đây nè. Đó. Khoảng 6V, mình sẽ kích cho cục pin mình nè. Tụt còn 3/6 nữa mà. Ok. Thấy cái kim vòng nó có lên, nghĩa là cục pin này có thể là nó bị hết pin thôi. Hết pin là do mình xài nhiều quá nó hết pin thôi. Bây giờ mình kích lên. Kích lên để khoảng thời gian để cho nó có pin khá khá đi rồi mình chuyển qua mình xài thử ha. Mình thử ok rồi thì mình sẽ lấy miếng năng lượng này mình sạc cho nó mà. Rồi, đơn giản là chỉ vậy thôi. Bây giờ chỉ việc chờ. Chờ cho pin nó khá khá lên ha.
Pin nó khá lên thì cái miếng năng lượng của mình sẽ nạp cho nó được. Ok, sau khi mình kích sạc nó cũng lâu lắm bạn. Kích cho cái dòng sạc nó trải gì không luôn, nghĩa là pin nó cũng gần đầy rồi. Bây giờ mình sẽ đo cục pin để mình kiểm tra xem coi có vô pin chưa ha. Đây. Cộng nè, trừ pin nè. 3V 36 nè, nghĩa là cục pin này nó gần đầy đó các bạn. Cục pin này nó có 3 phần mấy à. Đó. Thì sau khi mà mình kiểm tra mà pin nó không không có cầm nữa, nó nghĩa là mình sạc, mình kích đó, mà nó không lên nữa mà. Thì mình sẽ lấy cục pin này các bạn. Pin này 3V 2, 3V 3 gì nè. Đó, mình cũng tương đương với cục pin đó thôi. Gắn vô nhưng mà cái dòng của nó là nó bự hơn. Công lực nó bự hơn. Đó. Ok. Còn pin này thì nó tương đối. Rồi bây giờ mình sẽ hàn vô để mình kiểm tra xem coi nó có sáng được cái đèn hay không ha. Đó. Ok nè. Tiếp theo mình sẽ gắn cái thằng năng lượng vô. Đó, năng lượng vô thì nó sạc được nữa các bạn. Có nghĩa là cục pin nó chỉ là mình xài quá rồi. Nó thấp quá thấp rồi, cái dòng nạp vô nó không còn nạp nổi cái cục pin này nữa các bạn. Ok, đang nạp vô ha. Mình xài bằng cái đèn của mình rọi xuống thôi chứ không phải ánh nắng mặt trời, cho nên là cái pin nó nhiều khi nó cũng không có đủ công lực để nó sạc. Cho nên mình kích. Đó, đi vô khoảng 3V 8 nè. Ok, vậy là sạc được rồi. Rồi bây giờ dẹp cái miếng năng lượng ra. Sau khi các bạn dẹp cái miếng năng lượng ra, mình muốn biết cái đèn này nó sáng hay không thì mình bấm remote nè. Bấm remote đang mở lên. Đó, ok. Có đèn các bạn. Mở lên nè. On nè. Đó. Off nè. On nè. Đây là chế độ auto. Ok. Rồi, đơn giản là chỉ vậy thôi. Cuối cùng là mình chỉ việc là mình lắp lại rồi mình đem ra nắng mình sạc thử các bạn. Coi coi cái dòng sạc của cái thằng ánh sáng mặt trời nó còn sạc nổi cục pin hay không. Không thì đút cục pin mới vô. Cục pin bự này nè. Đó. Rồi, đơn giản là chỉ vậy thôi. Cuối cùng là mình chỉ việc lắp cái này vô mình hàn lại. Xong, dán lại được con gì là được các bạn. Giờ lật mặt trên nè. Remote bấm mà, sáng không? Đó. Tắt nè. Mở nè. Tắt nè. Mở nè. Chế độ auto nè. Đó. Rồi, ok. Đơn giản là chỉ vậy thôi. Đó, do mình xài á mà mình sạc không kịp với mình xài các bạn. Đó, chỗ nó là cái chỗ mà mình để cái miếng năng lượng đó, nó bị khuất nắng á. Nên nó không có nạp đủ pin cho cục pin của mình thôi. Rồi. Rất là đơn giản thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách để mình kiểm tra, mình sửa lại một cái đèn năng lượng nữa các bạn, solar nè. Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.